Có lẽ khi mới bắt đầu viết bài trên website thì cái khó khăn của bạn là các bạn chưa biết phải trình bày, phải viết cái bài viết đó như thế nào. Thì hôm nay trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn có thể lên outline hay còn gọi là lập dàn ý cho cái bài viết của mình, giúp bài viết của mình được trình bày một cách rõ ràng hơn và các bạn cũng dễ dàng viết bài hơn để truyền đạt những cái giá trị hữu ích cho khách hàng của mình. Và mình là Nguyễn Minh Phụng, cũng như là cái trình bày ở đầu video thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nội dung của cái việc là lập dàn bài cho cái bài viết ha. Thì trên màn hình thì các bạn cũng có thể thấy đây là một cái sơ đồ cơ bản cho một cái bài viết chuẩn SEO, nó bao gồm những cái phần nào thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có cái phần là tiêu đề của cái bài viết đó. Một cái bài viết thì bắt đầu bằng cái tiêu đề của bài viết ha, sau đó đến một cái mô tả cho cái bài viết này, và chúng ta sẽ có từng cái đoạn văn ha. Và bắt đầu bằng cái đoạn văn thì chúng ta sẽ có là cái tiêu đề phụ 1, sau đó đến cái đoạn nội dung cho cái đoạn văn này và hình ảnh minh họa, và đến cái tiêu đề số 2, chúng ta sẽ có đoạn văn 2 và cái hình ảnh số 2, và tương tự như vậy chúng ta sẽ có những cái đoạn văn khác. Rồi sau khi mà chúng ta đã trình bày những cái ý ở trong cái đoạn văn rồi thì chúng ta sẽ tổng kết lại, và đây là cái phần kết bài. Sau đó chúng ta sẽ có một cái đoạn kêu gọi hành động, và cuối cùng là tác giả. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cái ví dụ minh họa cho cái dàn bài này nha. Rồi đây là một cái bài viết mình nói về cái phần mềm Canva và mình hướng dẫn nâng cấp. Thì đây chính là cái tiêu đề, đây chính là cái tiêu đề của cái bài viết nha. Chúng ta xem lại ảnh thì đây chính là cái tiêu đề của bài viết. Rồi mình sẽ có thêm cái ảnh minh họa cho cái bài này. Ngay chỗ này thì các bạn có thể thấy, ngay chỗ này chính là cái đoạn mô tả của cái bài viết này. Mô tả của bài viết này, cái chỗ màu cam cam nè, hay còn gọi là cái đoạn sabo đó. Và tiếp theo mình sẽ có cái mục lục ha. Cái phần này thì là cái phần tự động, các bạn không cần làm. Thì khi các bạn trình bày nó đúng chuẩn thì nó sẽ tự xuất hiện trên trang web của bạn. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ có là cái tiêu đề 1 nè. Rồi đoạn văn cho tiêu đề 1 đó. Hình ảnh. Rồi mình sẽ có thêm một cái đoạn văn nữa đó, một cái đoạn văn nữa. Rồi chúng ta sẽ có là tiêu đề 2 đó, chúng ta có tiêu đề 2, có đoạn văn cho tiêu đề 2, lại có hình ảnh. Các bạn thấy nó giống như là cái cấu trúc mà mình đưa cho các bạn ban đầu không đó. Thì chúng ta sẽ trình bày như vậy nha. Trình bày như vậy. Và cuối cùng là chúng ta có cái gì? Cuối cùng là chúng ta sẽ có cái phần tổng kết. Cái phần tổng kết nè. Đó, đây là phần tổng kết. Rồi, call to action là cái nào? Cái màu này. Đó, nếu như bạn cần tư vấn về dịch vụ thiết kế web và marketing online thì hãy gọi cho số điện thoại này. Đây chính là cái phần kêu gọi hành động. Và đây là cái tác giả. Đó. Thì các bạn sẽ thấy cái bài viết này chính là cái ví dụ minh họa cho cái cấu trúc, cái mô hình của cái dàn bài này. Đó, các bạn sẽ thấy rất là dễ hiểu ha, rất là rõ ràng luôn. Và ở đây thì chúng ta cũng liên tưởng đến cái việc là các bạn nhớ là ngày xưa chúng ta đi học á, thì trong cái quyển sách giáo khoa thì mỗi cái bài học thì tác giả họ cũng trình bày nó giống như vậy luôn. Ban đầu thì chúng ta sẽ có tên của bài viết nè, dẫn nhập một cái đoạn mô tả để dẫn nhập vào cái bài học đó. Rồi chúng ta sẽ có cái phần 1 lớn, 2 lớn, 3 lớn. Tại trong cái phần đó thì chúng ta sẽ có là 1.1, 1.2, 1.3 đó. Thì cái bài học ví dụ như là trong những cái môn lịch sử, địa lý, sinh học gì đó thì những cái quyển sách người ta cũng trình bày theo cái cấu trúc này. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen một chút về cái mục lục. Mục lục này thì khi mà các bạn viết bài thì cái website nó sẽ tự động nó sinh ra, thì các bạn cũng không cần bận tâm lắm. Nếu như mà web của bạn không có chức năng này á thì cứ inbox cho mình sẽ hỗ trợ cho bạn. Rồi bây giờ chúng ta quan sát cái phần mục lục nè. Chúng ta sẽ thấy đây là cái tiêu đề phụ 1, tiêu đề phụ 2, tiêu đề phụ 3 nè. Và đến đây chúng ta sẽ có những cái tiêu đề con nữa. Có nghĩa là ngay chỗ này, giả sử ngay chỗ này là cái mục 5 đi, thì đây là 5.1, 5.2, 5.3, thì các bạn có thể trình bày giống như vậy nha. Ta hoàn toàn có thể là trình bày giống như vậy. Thì cái lưu ý khi mà chúng ta trình bày cái cấu trúc tiêu đề này, thì cái tiêu đề này thì các bạn nên chứa những cái từ khóa liên quan cho cái bài viết này ở trong tiêu đề. Giống như là trong những cái video trước khác á, thì mình nói cho các bạn là cái vấn đề là chúng ta phân tích từ khóa.
Thì ngoài cái từ khóa chính ra thì chúng ta sẽ có là những cái từ khóa liên quan và những cái từ khóa LSI. Thì chúng ta sẽ đặt những cái tiêu đề phụ có chứa cái từ khóa liên quan này hoặc là từ khóa LSI vào trong cái cấu trúc dàn bài của chúng ta, thì nó sẽ giúp cho Google dễ dàng nhận biết cái nội dung mà chúng ta đang hướng đến, và nó sẽ đưa lên top, hoặc là người dùng họ khi đọc bài viết của bạn thì họ cũng dễ dàng tiếp cận hơn đó. Thì đây là một cái lưu ý cho bạn. Thì chúng ta đưa một cái tự nhiên thôi, chúng ta không cần phải nhồi nhét quá nhiều thì Google nó sẽ phát hiện là bạn đang spam. Chúng ta đưa tự nhiên thôi ha. Rồi bây giờ thì để làm sao để thiết lập những cái tiêu đề này trên trang web của bạn, thì bạn truy cập vào và bạn viết bài mới ha. Ngay chỗ này thì chúng ta điền là tiêu đề nè, tiêu đề bài viết. Rồi thì để thiết lập những cái tiêu đề giống như thế này thì trên web á, các bạn sẽ sử dụng cái đoạn này nè, ngay chỗ đoạn này các bạn thấy không, thì chúng ta sẽ sử dụng từ tiêu đề 2 trở đi nha. Tiêu đề 1 thì chúng ta không dùng, chúng ta dùng từ tiêu đề 2 trở đi. Ví dụ ở đây thì chúng ta sẽ có nè, mình làm ngay chỗ này ha. Ở Canva là gì đó. Rồi tính năng của Canva, tổng kết, thì mình sẽ có những cái mục này là những cái tiêu đề của những cái đoạn văn, thì nó đều là tiêu đề 2 hết. Rồi giả sử ở trong cái phần tính năng của Canva thì mình đang có những cái mục nhỏ nhỏ này, mục nhỏ nhỏ này, thì các bạn sẽ chọn là tiêu đề 3 ha. Các bạn điền vô đi rồi các bạn sẽ chọn là tiêu đề 3. Đó, chúng ta sẽ chọn là tiêu đề 3. Rồi tức là khi các bạn viết bài thì các bạn nên lên sẵn cái dàn bài như vậy, và chúng ta sẽ triển khai đoạn văn cho những cái tiêu đề này thôi. Đó, chúng ta triển khai đoạn văn vào, chúng ta sẽ triển khai đoạn văn nào vào ha. Đó, triển khai đoạn văn vào đấy. Thì tại sao nó lại là 1, 2, 3? Thì lúc nãy mình có nói rồi đó, chương chúng ta sẽ có tên bài học là cái tiêu đề 1 rồi, thì chúng ta sẽ không quan tâm đến tiêu đề 1 nữa, mà bắt đầu từ tiêu đề 2 trở đi. Ví dụ như ở đây là phần 1 lớn, 2 lớn, 3 lớn, 4 lớn. Cái tiêu đề số 3 này có nghĩa là cái cấp dưới của tiêu đề 2 này, thì nó sẽ đóng vai trò là 1.1, 1.2, 1.3 hay là 2.1, 2.2, 2.3. Đó, thì giống như chúng ta quay lại cái bài viết này, thì ngay chỗ những cái mục đây nè thì nó gọi là tiêu đề 2. Đó, đây là tiêu đề 2, tiêu đề 2 ha. Cái tổng kết này cũng là tiêu đề 2. Nhưng mà ngay chỗ này nó là tiêu đề 3. Đó. Nếu như những cái mục nhỏ này có những cái phụt con nữa, có những cái mục con nữa thì đó chính là tiêu đề 4. Thì các bạn sẽ sử dụng cái chức năng tiêu đề này ở trên cái khung soạn thảo bài viết để chúng ta có thể lên cái dàn bài cho bài viết của mình, để chúng ta có thể là viết bài một cách dễ dàng hơn. Rồi, các bạn nhớ là khi chúng ta viết bài thì chúng ta nên lên cái tiêu đề như vậy, lên cái dàn bài như vậy, chúng ta sẽ có một cái bài viết có tính cấu trúc. Thì lúc này cái bài viết của bạn dễ dàng được lên Google, cũng như là người đọc thì họ chỉ cần nhìn sơ qua thôi thì họ nắm được thông tin nó dễ dàng hơn. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu các bạn cảm thấy video này có giá trị thì hãy bấm nút đăng ký kênh, bấm vào hình quả chuông, thì các bạn sẽ sớm nhận được những cái video tương tự như thế này. Mình sẽ hướng dẫn các bạn để các bạn có thể viết bài tốt trên web của mình, để các bạn có thể có nhiều khách hàng hơn. Rồi thì bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video clip tiếp theo.